Quý cô bác tuổi Ất Tỵ kính mến, mới được vi hoan hỷ chào đón quý cô bác đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Kính chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Vâng, kính thưa quý cô bác, các nhà tiên tri học, nhà tử vi học phương Đông đã tiết lộ rằng năm Quý Mão 2023, quý cô bác tuổi Ất Tỵ có 3 tháng cực kỳ là may mắn, vận may cực độ, vận trình được nhiều cát tinh trợ mệnh, thần tài ưu ái, quý nhân tương trợ, tiền bạc cứ ùn ùn kéo về nhà, làm ăn trúng lớn, có cơ hội trúng số độc đắc, đổi đời đại gia, mua nhà, mua đất, mua xe, khiến cho ai ai cũng phải thán phục. Vậy 3 tháng trong năm Quý Mão 2023 đó là những tháng nào? Làm sao để quý cô bác nắm bắt được vận may cực độ này? Thì ngay sau đây, xin mời quý cô bác cùng theo dõi nội dung chi tiết nhất nha. Trời thương Phật độ, tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965 trúng số độc đắc cực lớn, trả sạch nợ nần, đổi đời đại gia, tiền vàng nhép chật két, gặp đúng 3 tháng phát tài năm Quý Mão này. Đầu tiên là xét tổng quan cuộc đời tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965. Xem tử vi học phương Đông cho thấy, người tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, tính cách trầm ổn, tài trí hơn người, rất biết cách cư xử, tiến lui ở đời, thấu hiểu, cũng là người giỏi xã giao. Họ có phẩm cách cao sang, thường được mọi người quý mến và đánh giá cao, người này thời trẻ khá vất vả, chịu nhiều khó khăn, thời trung niên bị nữ sắc ảnh hưởng khá nhiều, đến hậu vận thì may mắn sẽ tìm đến. Người tuổi Ất Tỵ nên chú ý các vấn đề có liên quan tới tim mạch, nên có kế hoạch chăm sóc sức khỏe khoa học, người này thích sống nồng nhiệt, theo đuổi tình yêu sôi nổi và đầy kích thích. Tuy nhiên, tính cách trầm lắng khiến họ không biết cách bày tỏ tình cảm, nên khó tìm được người tri âm tri kỷ. Sự nghiệp thăng tiến không ngừng, nhờ tinh thần trách nhiệm cao, năng lực làm việc tốt, trí nhớ tốt, sự nhạy bén khiến công việc kinh doanh của họ khá phát đạt, lợi nhuận thu về không hề ít. Đây cũng là mẫu người thích hợp để trở thành chính trị gia hoặc làm các công tác tư tưởng, vận thế cuộc đời nhìn chung khá tốt, thường được quý nhân nâng đỡ, song thói quen sống xa hoa, khiến tiền tài đến nhiều mà đi cũng nhanh. Người tuổi Ất Tỵ có sự linh hoạt và nhạy bén hiếm có khả năng tùy cơ ứng biến hiếm ai sánh bằng, họ giỏi quan sát nét mặt người khác, tư duy mẫn tiệp, có đầu óc tính toán kinh doanh, tuy đường đời bằng phẳng, song họ là người quyết đoán và biết nắm bắt thời cơ. Cùng nhìn lại quãng đường và quãng thời gian tuổi Ất Tỵ đã trải qua. Kỳ thực trải qua sóng gió của một cuộc đời, Ất Tỵ cũng đã tu rèn cho con người mình một bản lĩnh cứng cỏi. Ở độ tuổi này Ất Tỵ luôn nhìn nhận vấn đề ở một tầm cao hơn, làm cho người khác cảm thấy được đãi ngộ. Bản mệnh giống như một cuốn sách hay, khiến cho người người rung động tâm can, không cầu thả, nông nổi, bột chộp, bất kể đứng từ góc độ nào mà nhìn đều không cảm thấy nhạt nhẽo, vô vị. Và một khi đã cầm lên đọc sẽ không muốn dừng lại, thu được ích lợi vô cùng. Nhìn thì Ất Tỵ như một loại hồ đồ, kỳ thực lại là một dạng thông minh sáng suốt, không vì ham món lợi nhỏ mà mất đi khí tiết. Trong tâm bảo trì với nguyên tắc của mình, nhìn thì như hồ đồ, nhưng nội tâm sáng tỏ. Kỳ thực ở độ tuổi này, Ất Tỵ cũng biết được rằng, trong cuộc sống có rất nhiều điều quý giá, nhưng quan trọng nhất là tâm. Tâm khởi phát cho mọi khổ đau và hạnh phúc, cùng lắng nghe lời Phật dạy về chữ tâm, để có thêm những suy nghĩ đúng đắn cho con đường mình đi. Nhiều người thích tiền tài, danh vọng, vật chất, điều này không sai, đó là nhu cầu thiết thực và đáng trân trọng. Nếu làm theo tâm mình, thì những thứ kia sẽ giúp cuộc sống trở nên xa hoa tốt đẹp, thoải mái hơn, nhưng ngược lại làm trái tâm, thì có bao nhiêu cũng chỉ khiến cuộc sống thêm bế tắc, bất hạnh hơn mà thôi. Ở độ tuổi này, tôi biết quý vị cô bác cũng đã dứt bỏ được nóng giận, diệt trừ tính kiêu căng. Bản thân cũng không còn luyến ái vật chất, không còn ham muốn dục vọng, giải thoát được mọi sự ràng buộc và không bao giờ bị phiền não. Phật cũng dạy rằng, nhân sinh trên đời như thân ở trong bụi gai, tâm bất động, nhân không vọng động, người không động, thì tâm không làm bậy, người động tâm rồi thì nhất định phải chịu đau đớn, thiện ác, sướng khổ, đều bắt đầu từ suy nghĩ mà ra. Quý bác có thể tìm thấy sự yên bình trong tâm mình và sự yên bình thật sự không thể bị ảnh hưởng bởi tác động bên ngoài. Người có tâm nguyện thì khó mà tự tại, tốt nhất nên biến thành hư nguyện, chỉ nên thành tâm mà làm, còn viên mãn hay không phải tùy duyên. Nếu không muốn rước phiền não vào mình, thì người khác cũng không có cách nào gây phiền não cho bạn, vì chính tâm bạn không buông xuống nổi. Kỳ thực, vạn pháp suy tâm tạo, con người là kết quả của những gì mình nghĩ, nếu một người nói và làm với cái tâm trong sáng, thanh tịnh, hạnh phúc sẽ luôn đi theo như hình với bóng. Ất Tỵ là người có trí tuệ, hãy dùng trí tuệ của mình,
mà thổi bay những cấu uế của bản thân, cũng giống như một người thợ rèn, thổi sạch những cặn bã của chất bạt, từng tí một, từng cái một và từng lúc một. Ất Tỵ vững như bàn thạch, không bị lung lay trước giông bão, nhờ khôn ngoan nên cũng không bị ảnh hưởng bởi những lời khen chê. Theo cách ấy, nếu có thể, chỉ cần tự giác an tâm thì Đông Tây Nam Bắc đều tốt, nếu còn một người chưa độ thì đừng nên thoát một mình. Buông xả mọi phiền não trong cuộc sống để tâm bình an là niềm hạnh phúc lớn nhất của mình quý bác nhé. Khi bước sang năm Quý Mão 2023 âm lịch, người tuổi Ất Tỵ sẽ phải đối diện với rất nhiều khó khăn và thử thách, bệnh tật, tai nạn, tuy nhiên cũng không hoàn toàn là đen đủi cả năm. Người tuổi Ất Tỵ chỉ cần chạm tay vào 3 tháng này trong năm Quý Mão âm lịch thì chắc chắn sẽ đổi đời đại gia, tiền bạc ùn ùn kéo về nhà, giàu có hơn người. Vậy để biết chi tiết vận trình của các tháng may mắn thì ngay sau đây xin mời quý vị cùng tìm hiểu. Tổng quan năm 2023 âm lịch, tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Xem tử vi năm 2023 âm lịch cho quý bác tuổi Ất Tỵ cho thấy, về thiên can, Ất gặp quý là bình hòa, điềm báo cho thấy cuộc sống của quý bác tuổi Ất Tỵ trôi qua khá bình lặng, không còn nhiều sóng to gió lớn trong năm nay, quý cô bác có thể nhân cơ hội này mở rộng làm ăn, phát triển con đường sự nghiệp của mình. Với những quý bác chỉ mong cầu một cuộc sống bình ổn, thì năm 2023 âm lịch này, quý bác có thể yên tâm làm việc hiện tại, thu nhập ổn định theo thời gian. Xét về địa chi, Tỵ gặp Mão là bình hòa, điềm báo cho thấy công việc làm ăn trong năm 2023 âm lịch vẫn ổn định, mang về nguồn thu nhập đều. Nếu muốn bứt phá, quý bác hãy lên cho mình kế hoạch ngay đầu năm, bỏ công bỏ sức ắt có thành quả lớn. Bên cạnh đó, trong năm gia đạo ấm êm, có xung đột cũng chỉ qua loa, vượt qua được thì mọi người lại yêu thương và chia sẻ với nhau nhiều hơn. Xét về ngũ hành, trong năm gặp ngũ hành tương khắc, khiến hòa khí trong nhà giảm đi đôi phần, các mối quan hệ xã giao cũng xảy ra không ít trục trặc. Thời điểm này quý bác nên dành thời gian, quan tâm và trò chuyện với những người xung quanh, thắp lên ngọn lửa yêu thương với nhau. Ngoài ra, nếu có thể thì quý bác cũng nên tập trung làm việc của mình, không nên lo lắng chuyện bao đồng, mà vướng vào thị phi, trân trọng những người đang ở bên cạnh mới là điều đáng quý nhất quý cô bác nhé. Có thể thấy tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, bước sang năm Quý Mão có vận trình bình ổn, công danh, sự nghiệp bớt phần sóng gió, báo hiệu những khởi sắc tích cực trên chặng đường trước mắt, những nỗ lực bạn bỏ ra đang nhận về hồi báo xứng đáng. Người làm công ăn lương vẫn có cơ hội thăng tiến cho mình, chạm tay vào ngưỡng cửa thành công, dấu hiệu thăng chức tăng lương xuất hiện khoảng giữa năm trở đi. Trước đó, quý cô bác cần sự chuẩn bị cho mình như chăm chỉ, cày cuốc, tìm tòi và học hỏi kinh nghiệm. Với người làm ăn kinh doanh, trong năm có quý nhân trợ giúp, quý bác có thể mạnh dạn thực hiện kế hoạch mà mình đã đề ra, càng cố gắng thì thành công thu về càng lớn quý vị nhé. Nhìn chung trong năm nay, về tiền bạc đủ xài, gia đạo ấm êm không phải lo nghĩ cô bác nhé. Xét tử vi năm 2023 tuổi Ất Tỵ theo vận niên, Ất Tỵ sinh năm 1965. Gặp vận niên thỏ lộng nguyệt, tức thỏ dẫn trăng, trong năm mới Quý Mão đây là hình tượng mang đến điểm cát lành về một năm đầy vui vẻ và hạnh phúc. Công danh sẽ toại, phải lòng chờ đợi bấy lâu, gia đạo hài hòa, người vui cảnh cũng chiều lòng, thật là một bầu trời tươi đẹp, ước thì được, muốn thì thành, gia đình trong ấm ngoài êm, không ít người phải ngưỡng mộ. Xét về phương diện sự nghiệp năm 2023 âm lịch, cho tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Bước vào năm 2023 âm lịch, thiên có thiên can là Quý Thủy, địa chi là Mão Mộc. Người tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965 mệnh hỏa, chiếu theo ngũ hành cho thấy, thủy khắc hỏa nhưng mộc lại sinh hỏa, điềm báo cho thấy trong năm bình ổn, không gặp vấn đề gì quá nghiêm trọng. Với người làm công ăn lương, công việc trong năm không quá nhiều cản trở, chăm chỉ làm việc thì ắt gặt hái thành quả xứng đáng. Nếu có sự chủ động bạn hoàn toàn có thể tự tay tạo ra cơ hội thăng tiến mà không cần bất cứ ai tác động đến. Đặc biệt, tinh thần làm việc hăng say thực sự cầu thị, rất có lợi cho những ai đang có ý định phát triển và lên một vị trí cao hơn. Do đó bạn nên đặt ra một lộ trình nỗ lực rõ ràng cho mình. Có điều trong năm Quý Mão, thiên can Quý Thủy xuất hiện thiên quan, chủ về gánh vác công việc vất vả, nhiều áp lực, trong năm vẫn có sự đồng hành hỗ trợ từ người khác, nhưng vẫn có thể đối mặt với tiểu nhân chọc phá. Họa thị phi, điều tiếng gièm pha, có thể ập tới bất cứ lúc nào, bạn nên hành sự cẩn trọng, để bảo vệ thành quả của mình, tránh hống hách mà trở thành bia ngắm của kẻ tiểu nhân, dẫn tới tay bay vạ gió. Với những ai làm ăn kinh doanh, quý vị có thể yên tâm tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp của mình. Mọi việc trong năm không làm khó được bạn,
gặp vấn đề nên số bình tĩnh thì chắc chắn sẽ tìm được cách xử lý phù hợp. Cũng có những người đứng ra trợ giúp, công sức của bạn cũng được ghi nhận xứng đáng, thành công ắt nằm trong tầm tay mà thôi. Nếu đã về hưu, quý vị không cần phải bon chen quá nhiều, điều này cũng giảm đi bớt rất nhiều phiền muộn trong cuộc sống, cũng như đến lúc quý bác nghĩ tới việc nghỉ ngơi, dưỡng sức và ăn hưởng bên con cháu của mình rồi đấy hả? Xét về phương diện tài lộc năm 2023 âm lịch, tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Cùng với công việc ổn định, tài lộc của người tuổi Ất Tỵ cũng tăng tiến bất ngờ. Trong năm, người càng chăm chỉ thì càng có được tài lộc lớn về tay, tiền bạc nhận được một khoản lớn mà không phải suy nghĩ quá nhiều. Với người làm công ăn lương, bản mệnh sẽ xông xáo, có sự chủ động trong mọi việc, dám thừa sức với các lĩnh vực mới, phá vỡ giới hạn của chính bản thân mình thì sẽ càng dễ dàng thu lợi hơn. Còn nếu chỉ an phận, ai bảo gì làm nấy, sẽ chẳng có sự đột phá nào xảy ra, thậm chí dù có lợi thế nhưng cơ hội tan biến trong nháy mắt. Nhìn được đấy nhưng lại không nắm bắt được, chính vì vậy mà rất nhiều người rơi vào hoàn cảnh làm mãi không giàu, mặc dù rất chăm chỉ và cố gắng tâm huyết với công việc của mình quý vị nhé. Với người làm ăn buôn bán, không chỉ thu nhập tăng lên mà các nguồn thu từ việc kinh doanh nhỏ lẻ, làm thêm cũng tăng lên, giúp bạn cải thiện cuộc sống. Tất cả là nhờ vào cát khí của thiên tài, bên cạnh đó, trong năm con giáp này được thiên phù Bồ Tát trợ mệnh, càng làm ăn chân chính thì càng có được nhiều tài lộc về tay. Người làm ăn bất chính buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng thu về lời lãi cao thì khó có thể trụ vững và lâu bền quý vị nhé. Ngoài ra trong năm còn có thực thần tọa trấn, vị thần này sẽ mang đến nhiều lương thực, tiền tài cho người tuổi Ất Tỵ, nhất là những ai chăm chỉ làm ăn lúc này, hứa hẹn sẽ có nhiều nguồn thu nhập lớn đổ về túi. Tuy vậy, hung tinh thiên quan kết hợp với thiên cầu cảnh báo, các mối quan hệ xã giao, hợp tác làm ăn khá mong manh, nếu không chú ý thắt chặt sẽ rất dễ đổ vỡ, ảnh hưởng tới lợi ích lâu dài. Ngoài ra, để giữ được lợi thế của mình, bạn có thể dành thêm thời gian quan sát đối thủ, có câu biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Đặc biệt trong năm nay, những ai làm trong lĩnh vực tài chính, bán hàng, bất động sản, cần chú ý theo dõi biến động thị trường tránh vì chạy theo cái lợi trước mắt và gây thiệt hại tới tiền của quý vị nhé. Xét về phương diện tình duyên gia đạo, năm 2023 tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Xem lá số tử vi cho thấy, chuyện tình cảm của người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 bình ổn. Trong năm tuy vẫn có một vài mâu thuẫn xảy ra, nhưng chỉ cần quý vị kiềm chế được cảm xúc của mình thì ắt mọi chuyện êm đẹp. Ngoài ra bản tính nóng đầy của quý vị cũng nên thay đổi, đừng vì một vài chuyện nhỏ nhặt mà cố chấp, làm tổn thương người thân yêu, gắn bó cùng mình cả cuộc đời quý vị nhé. Quý vị thân mến, người xưa thường nói tu 100 năm mới thành vợ chồng, tu 1.000 năm mới được chung chăn gối. Quý vị thử nghĩ xem, cả một đời người dài nhất 100 năm, nhưng đều dành để tu hành mong được thành vợ, thành chồng. Sống với nhau là biết bao cố gắng, chính vì vậy, quý vị hãy cứ bao dung, hãy cùng nhau yêu thương, để xây dựng một cuộc sống tốt đẹp quý cô bác nhé. Về phương diện con cái, năm 2023 âm lịch sẽ là một năm khá nhiều khó khăn đối với con cái của quý vị, đặc biệt, quý vị và con cái sẽ có nhiều khúc mắc trong thời gian dài. Tôi biết con cái quý bác cũng đã lớn, có cuộc sống, sự nghiệp riêng, chính vì vậy mà tâm lý kiêu ngạo, rời xa bố mẹ là điều khó tránh. Đôi khi có quan điểm trái ngược, nhưng đều là chuyện thường tình, thời điểm này quý vị cũng nên để con cái tự lập và xây dựng cuộc sống của riêng mình, đừng quá bận tâm lo nghĩ mà ảnh hưởng tới tinh thần. Còn bây giờ là phương diện sức khỏe năm 2023 âm lịch. Cho tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965. Xem tử vi học phương Đông cho thấy, người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, bước vào năm 2023 âm lịch. Đã 59 tuổi do tuổi cao, nên quý vị cần hết sức thận trọng khi tham gia các hoạt động thể chất mạnh hoặc các môn thể thao mạo hiểm, tham gia giao thông nên tuân thủ đúng luật, giữ các khoảng cách an toàn và giữ tỉnh táo. Lại có cô thần ảnh hưởng bản mệnh sẽ nảy sinh tâm lý cô đơn, buồn tủi, khiến tinh thần sa sút, nhiều nỗi phiền lo, dần sinh tâm bệnh, dẫn tới tình trạng mệt mỏi, ăn ngủ kém ngon, lười hoặc sợ vận động, cân nặng tăng giảm bất thường. Trong năm, quý vị cần học cách chia sẻ nhiều hơn với bạn bè, người thân, không phải việc gì cũng giữ kín trong lòng, để rồi tâm tính u uất, cơ thể tiềm tàng bệnh tật ốm đau. Con giáp này, ngoài chú trọng nâng cao sức khỏe của bản thân, cũng nên quan tâm hơn tới tình hình thân thể của người thân. Nếu trong nhà có người dễ đau ốm, người lớn tuổi thì càng cần có sự thăm khám định kỳ để có thể nắm bắt được tình hình sức khỏe, tránh tình trạng ủ bệnh. Quý vị thân mến,
Như trên đã tiết lộ, tiếp theo đây Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ tới quý cô bác về 3 tháng may mắn nhất trong năm Quý Mão 2023 âm lịch, để quý cô bác có thể chuẩn bị được trong tương cho mình nhé. Tháng phát tài đầu tiên, đó là tháng 3 âm lịch. Bước vào năm 2023 âm lịch, năm khó khăn đối với tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, chắc hẳn quý vị sẽ rất mong mỏi với tháng may mắn của mình có đúng không ạ? Chạm tay tới tháng 3 âm, người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 được tam hợp trợ mệnh, tiền bạc kiếm được một khoản vô cùng lớn về tay. Vận khí ổn định, công việc hay tình cảm đều có tiến triển tích cực, khó khăn trong công việc cần được giải quyết, nghiệp vụ chuyên sâu. Mọi thứ vận hành trơn tru, đi vào quỹ đạo bình ổn, không phải mất quá nhiều công sức hay lo lắng thái quá, kết quả cuối cùng đạt được khả quan. Nguyệt lệnh lâm quan mang theo sự quyền quý, quý nhân phù trợ, mệnh chủ tiến hành theo dự định, kế hoạch đã ấp ủ từ lâu, khó khăn sẽ có người giải quyết, rất đáng để thử sức. Thiên quan xuất hiện, báo hiệu cho bạn cần phải cẩn trọng trong việc tiếp xúc, qua lại với người có chức, có quyền trong xã hội. Bạn là người đường hoàng, thẳng thắn, luôn binh vực cho lẽ phải, tuy nhiên có thời điểm bạn cần phải thể hiện quan điểm của mình một cách khéo léo hơn để không làm mất lòng người khác. Tài vận khá sáng, ít biến động, nguồn thu nhập tăng từ nhiều phía, tuy nhiên có tiền cần quản chặt, đừng hớ hênh khiến kẻ xấu nhòm ngó cướp đoạt. Cần chi tiêu khoa học, lấy tích lũy làm trọng, đề phòng trường hợp cấp bách phải dùng tới nhiều tiền. Bách Việt đào hoa tăng cường nhân duyên, giúp tuổi Ất Tỵ mở rộng quan hệ xã giao, làm việc trôi chảy, có quý nhân giúp sức con đường kiếm tiền làm giàu ngày càng rộng mở. Nhưng nhắc nhở bản mệnh, có tiền cần quản lý chặt chẽ, đừng hớ hênh khiến kẻ xấu nhòm ngó cướp đoạt, dù tiền ít hay nhiều vẫn nên lấy tích lũy làm trọng, để phòng trường hợp cấp bách xoay không kịp. Xem lá số tử vi và theo dõi phi tinh tháng có bát bạch tài tinh bay vào hướng bắc, gặp ngũ hoàng đại sát tinh, cát khí có phần giảm sút. Tại khu vực này, cần bố trí phong thủy hợp lý để tăng cường cát khí cho bát bạch, từ đó kích hoạt tài khí, thúc đẩy tài lộc hanh thông. Nếu có điều kiện, người tuổi Ất Tỵ có thể bài trí vật phẩm phong thủy, quả cầu thạch anh màu đỏ hoặc màu hồng ở hướng bắc phòng khách, ngôi nhà hay bàn làm việc, như vậy sẽ dễ dàng hút tài khí, công việc kinh doanh càng thêm thuận lợi. Tháng phát tài thứ hai chính là tháng 7 âm lịch. Theo quan niệm dân gian, tháng 7 âm còn được gọi là tháng cô hồn. Theo các câu chuyện được truyền tai nhau, người ta cho rằng tháng 7 âm lịch đen đủi do cửa địa ngục mở và hồn ma tự do lên trần gian quấy nhiễu, cho nên không biết từ khi nào, người ta kiêng tất cả mọi thứ, từ buôn bán kinh doanh, ký kết hợp đồng, nhập trạch, mua bán mà thậm chí cả đi bệnh viện vì sợ nhiều ma bắt xuống địa ngục. Tuy nhiên, với người tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965 lại khác hoàn toàn, khi bước vào tháng 7 âm, quý vị lại bất ngờ quật khởi, tiền bạc hanh thông, buôn bán được ơn trên mách bảo, chẳng cần bỏ nhiều sức lực mà vẫn thu về tiền tỷ trong tay, tiền bạc nhét chặt két, không những thế cơ hội đổi đời cải vận giàu sang phú quý nằm ngay trước mắt mà thôi. Trong tháng thực thần xuất hiện, báo hiệu vận trình công danh, sự nghiệp của người tuổi Ất Tỵ khá lý tưởng, những khó khăn trở ngại trước đó đều được bạn nhanh chóng tìm cách khắc phục và xử lý kịp thời, không để lại hậu quả về sau. Khởi đầu thuận lợi, tạo bước đà cho những kế hoạch về sau được triển khai một cách trơn tru hơn. Chỉ cần chú ý nắm bắt thời cơ thể hiện mình, con giáp này sẽ có không ít cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn. Cũng có nhiều thời gian phát trên bản thân như mong muốn, cùng với những suôn sẻ trong công việc, đường tài lộc của bạn cũng khởi sắc chẳng hề kém cạnh chút nào. Việc kiếm tiền tỷ về tay ngày càng nhanh, tài lộc rủng rỉnh cũng khiến cho cuộc sống thay đổi chóng mặt. Nhất là khi có thực thần chiếu mệnh, đường kinh doanh của bạn khá vượng phát, các mối làm ăn đều thuận lợi, thậm chí có người còn được hưởng lộc trời ban. Quý nhân dẫn dắt nên túi tiền càng thêm rủng rỉnh, khoan tích lũy tăng dần cho những dự định quan trọng trong tương lai. Điều duy nhất khiến bạn phiền lòng trong tháng này có lẽ đến từ sức khỏe của bản thân, nguyệt lệnh đi vào đất mệnh. Thể trạng của con giáp này khó mà tốt lên được, có thể là bệnh cũ tái phát hoặc bệnh vặt, nhưng không thể điều trị dứt điểm khiến bản mệnh lao đao một phen. Chuyện tình cảm của con giáp tuổi Tỵ không có nhiều biến động, người độc thân có lẽ vẫn cần chờ tới thời điểm thích hợp, hoặc khi duyên tới thay vì cứ đâm đầu vào những mối quan hệ ngắn ngủi vô ích hiện tại. Tháng phát tài cuối cùng trong năm 2023 âm lịch, với tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, đó chính là tháng 11 âm lịch. Xem tử vi phương Đông cho thấy, tháng 11 âm là tháng giáp Tết, đây cũng là thời điểm để bạn kiếm được tiền tỷ về tay, tiền vàng nhét chặt két. Trên phương diện sự nghiệp, bạn còn có thể tự mở lối đi riêng, gặt hái được thành công ngoài mong đợi, bản tính hiền hòa, biết cư xử,
giúp bạn dễ dàng xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp, gây thiện cảm với nhiều người xung quanh. Vì thế bạn không chỉ nhận được nhiều sự giúp đỡ khi vướng phải khó khăn, mà còn được giới thiệu cho nhiều cơ hội đáng quý hơn. Điều duy nhất mà con giáp này cần phải thay đổi chính là bản tính do dự thiếu quyết đoán của mình. Bạn cần tin tưởng vào năng lực của bản thân hơn để sẵn sàng nắm bắt thời cơ khi thời cơ xuất hiện. Đồng thời, nếu cảm thấy bối rối trước quá nhiều sự lựa chọn, bạn cũng có thể trao đổi, chia sẻ với những người giàu kinh nghiệm hơn, bởi ai cũng sẵn sàng đưa cho bạn những gợi ý hữu ích. Cát tinh tử vi cho thấy bạn có cơ hội gặt hái thành công vào ngay tháng này. Nhiều yếu tố thúc đẩy khiến bạn cảm thấy làm việc gì cũng thuận lợi. Thậm chí thách thức xuất hiện cũng là lúc bạn nhận ra thế mạnh của mình và khẳng định bản thân mình. Con đường tài lộc cũng khá rộng mở. Đối với người tuổi Ất Tỵ, những thành công trong công việc giúp bạn nhận được một khoản tiền lương, tiền thưởng kha khá. Đây là thành quả hoàn toàn xứng đáng với công sức của bạn, tạo động lực để bạn cố gắng hơn nữa trong khoảng thời gian sắp tới. Người làm ăn kinh doanh có cơ hội mở rộng các mối quan hệ với khách hàng, đối tác, đem về nguồn lợi nhuận khả quan hơn. Đây là thành quả mà bạn đã lao động vất vả từ trước rất lâu mới có được, chứ không phải là công lao chỉ trong ngày 1, ngày 2. Quý nhân xuất hiện có thể giới thiệu cho bạn những cơ hội đầu tư, làm ăn hiếm có, lúc này bạn nên tự tin hơn nữa. Để có thể chấp nhận cơ hội, chấp nhận thử thách, đừng chần chờ do dự kẻo cơ hội trôi qua mất. Khi băn khoăn trước quá nhiều sự lựa chọn, bạn không nên giấu kín trong lòng mà nên tâm sự với những người giàu kinh nghiệm hơn mình. Quá trình trao đổi sẽ giúp bạn có những hướng đi mới, đồng thời học hỏi thêm kỹ năng để vượt qua những hoàn cảnh khó khăn. Quý vị thân mến, tiếp theo sau đây ban biên tập chương trình sẽ đưa ra cách hóa giải phong thủy cho người tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, gặp được nhiều may mắn, tài lộc và bình an hơn trong cuộc sống của mình quý vị nhé. Tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, mệnh Hỏa, phúc đăng hỏa. Vậy mệnh Hỏa hợp với màu gì? Dựa vào đặc tính của mệnh Hỏa và quy luật tương sinh, tương khắc của ngũ hành, mệnh Hỏa hợp với màu xanh lá cây, màu của hành mộc, được tương sinh bởi mộc sinh hỏa. Và màu đỏ, cam, tím là màu của hành hỏa, được tương hợp. Mệnh Hỏa không hợp, màu đen, xanh nước biển, thuộc hành thủ, y vì thủy khắc hỏa. Mệnh Hỏa cũng không hợp với màu trắng, xám thuộc hành kim, vì hỏa khắc kim. Ngoài ra thì người mệnh Hỏa cũng không nên chọn các màu như màu vàng, nâu đất, thuộc hành thổ, dễ bị suy yếu bởi hỏa sinh thổ. Ất Tỵ nên trồng cây gì và hợp với con số nào? Con số may mắn của tuổi Ất Tỵ là 2, 8, 9. Con số không may mắn của Ất Tỵ là 1, 6, 7. Tuổi Ất Tỵ hợp trồng với cây hoa lan và cây xương rồng. Quý vị thân mến, vừa rồi là chia sẻ của Minh Đường Tử Vi về vận trình tử vi tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965 trong 3 tháng phát tài năm 2023 âm lịch tới đây. Hy vọng rằng với chia sẻ của chúng tôi ngày hôm nay, quý vị có thể nắm rõ được vận may của mình, từ đó mà đón lành tránh dữ, gia tăng may mắn trong cuộc sống. Nếu có băn khoăn hay thắc mắc, quý mệnh chủ vui lòng để lại thông tin ngày tháng năm sinh xuống phía dưới phần bình luận để ban biên tập chương trình luận giải chi tiết trong thời gian sớm nhất. Chương trình đến đây là hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin trân trọng cảm ơn.